Cặp đôi trước là em giới thiệu là cặp vợ chồng trẻ. Dạ. Nói chung là nghe tụi anh cũng thẹn lòng lắm. Tại anh cũng vợ chồng trẻ mà đâu có nghe em giới thiệu đâu. Tại anh cũng vợ chồng trẻ mà đâu có nghe em giới thiệu đâu. Em gọi em bằng anh mà. Hả? Ủa vậy hả? Em chỉ có trẻ so với chị thôi. Một sai lầm của vợ em mà dẫn đến bây giờ. Rồi sao? Một ngôi sao lừng lẫy như vậy mà lại phải lất lê rồi quỵ lụy một cái con người ta ghét mình. Anh rất thích nét đẹp của người con gái Nhật. Ờ. Cho dù anh chưa đi Nhật lần nào. Ừ. Tại sao vậy? Dạ. Em hay coi dòng phim gì của Nhật? Mình em ga lăng lắm chị. Ừ. Cho nên em muốn cho bà xã em ngồi nghiêm chỉnh đi rồi em để hạnh phúc em đây là lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên ảnh chụp ơi không luôn hả? Anh nghe vợ nói chứ đừng thể hiện như vậy nữa. Lần đầu tiên đó, thấy chưa? Cặp đôi trước là em giới thiệu là cặp vợ chồng trẻ. Dạ. Nói chung là nghe tụi anh cũng thẹn lòng lắm. Tại anh cũng vợ chồng trẻ mà đâu có nghe em giới thiệu đâu. Tại anh cũng vợ chồng trẻ mà đâu có nghe em giới thiệu đâu. Em gọi em bằng anh mà. Hả? Ủa vậy hả? Em chỉ có trẻ so với chị thôi. Vậy đó. đúng rồi, món đó đúng anh giới thiệu là khán giả. Vâng, Lâm Hùng đến đây với vai trò là khách mời cùng vợ Lâm Hùng là Khánh Ngọc. Năm nay Lâm Hùng bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 47 tuổi rồi chị. Vậy hiện giờ Lâm Hùng vẫn đi hát bình thường đúng không? Dạ, em vẫn đi hát bình ngoài thường. Ngoài đi hát ra thì mình có làm một cái gì nghề tay trái không? Em thường hay làm nghề tay trái mà gãy tay trái hoài. Ông tổ cho có nghề thôi. Như vậy là có nghĩa bây giờ vẫn là nhất nghệ tinh đúng không? Dạ. Bây giờ là vẫn nhất nghệ tinh luôn. Nhất nghệ tinh. Em chỉ làm gì liên quan đến nghề nghệ thuật của mình thôi. Em đào tạo cho thế hệ sau này tiếp theo. Như vậy thì em vẫn phải nói là hiện giờ là Lâm Hùng đang nhận đào tạo truyền lại những cái kinh nghiệm về ca hát, đúng về rồi. Giọng hát của mình cho các bạn trẻ. Dạ, em cũng không dám là em nhận nhiều, em chỉ nhận một vài bạn để mình làm mình có được có thời gian có tư duy để làm cho các bạn đó thôi chứ không dám nhận như một cái trường dạy. Trẻ ghê ha, mới 47 à. Chuyển qua vợ nè, em tự giới thiệu đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Ngọc Tuyên cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là gì? Em tên là Khánh Ngọc, năm nay em 36 tuổi. Rồi. Công việc của Ngọc là làm gì Ngọc? Dạ em kinh doanh online thôi ạ. Ngày xưa có từng làm nghề đi hát giống như anh Hùng không hay là? Dạ em cũng thích theo nghề lắm nhưng mà anh Hùng ảnh chỉ cho em vị trí trợ lý cho ảnh thôi. Mà em hát được không? Dạ em hát cũng dạ cũng được. Ok phải không? Bây giờ để lời nói của chị vợ, để lời nói của chị vợ chứng thực nha, để cho thấy là em á, em đã gọi là thui chột một tài năng. Đúng rồi. Đúng không? Ca sĩ mà đến tham gia chương trình là luôn luôn sẽ có một bài hát để tặng quý vị khán giả đó, tặng tụi chị luôn. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, và bây giờ giọng ca gia đình anh Lâm Hùng và bà xã Khánh Ngọc gửi đến quý vị khán giả một bài hát. Em giới thiệu vậy thì anh cũng vui nhưng mà em giới thiệu anh là hồi xưa anh là ngôi sao. Đó. Bây giờ anh giới thiệu anh Thiên Thạch đi. Cái này mà không đi bên kịch đó là uổng dễ. Ủa, sợ gì? Em nói chấp nhận không, chị chấp đó. Nhận em về học bên chị mà coi là không những mà em coi là học không tốn tiền mà tháng chị phải đưa ngược tiền được. Cho em. Nói chung là cảm ơn chị, em sẽ đi qua chị học. Thiệt tại vì thời gian đây em diễn là người ta gần cười. Anh thấy là cái duyên mình tới rồi. Vậy đó, anh duyên dáng ghê chưa? Anh duyên lắm. Lâm Hùng xin gửi đến quý vị đang xem chương trình Vợ Chồng Son, một ca khúc Lâm Hùng viết lời. Và hôm nay sẽ chung với vợ Hùng là Khánh Ngọc. Hồng trần duyên số đưa ta gặp nhau, lần đầu ánh mắt trao nhau chân tình. Để rồi từng đêm lòng thao thức mong chờ, mới biết nỗi nhớ khi lòng đã yêu. Hồng trần đưa lối đôi ta tìm nhau, từng ngày dài xa cách tình yêu thắm màu. Mong vàng đôi ta từ nay sẽ bắt đầu, hứa mãi mãi duyên kiếp tim ta ấm nồng. Hồng trần mở lối cho mình kết đôi vợ chồng, đời bao phong ba anh nguyện mãi luôn chung lòng. Nhịp đôi tim từ đây vang mãi thiết tha, đời có ta bên hồng trần tình ca. Cơ hội nào mà tụi em gặp nhau hay vậy? Dạ đó là lúc mà nghỉ hè, nguyên nhóm bạn em đi cùng với nhau đi thành phố Hồ Chí Minh để mà ôn thi và chuẩn bị cho khi vào đại học để lựa trường á. Thì buổi trưa đó tụi em có đi vào quán nước thì cũng có vô tình gặp ảnh lúc đó. Cái là em trước giờ em không có để ý đến ảnh và em cũng không có, nói chung là không thích ảnh luôn. Vì không phải là thần tượng hay là gì mà em cũng không muốn để ý. Vậy thấy không, một sai lầm của vợ em mà dẫn đến bây giờ. Rồi sao? Cách đây bao nhiêu? 20 năm. Nên ảnh mới chủ động tặng một cái album, hai cái album cho
cho em, nhưng mà nhờ chị nhân viên là gửi tặng bé áo đen. Thì em với một cô bạn lại mặc áo đen. Thế là ảnh, cái chị nhân viên nó chắc có thể là nhầm hoặc là không biết là đưa cho ai. Thế là chia hai cái đĩa ra cho mỗi bạn một đĩa. Rồi bây giờ chị xí chút xíu. Em hỏi gì Lâm Hùng đi. Một đó, ngôi sao hỏi lừng lẫy như vậy mà lại phải lết lê rồi quỵ lụy một cái con người người ta ghét mình. Không, lúc đó thì khán giả người ta biết anh nhiều lắm rồi. Anh thật sự anh thích. Lúc đó anh vừa phỏng vấn xong để đi nước ngoài. Dạ. Thì anh với những người bầu show với ca sĩ Lương Gia Huy mới vào trong quán cà phê ngồi, thì gặp vợ anh với những người bạn ngồi đó, thì anh nhìn qua. Em biết rằng ông mình mà hay gặp hay tia đó. Ủa sao trời, người nào giống cô bé này giống người Nhật quá vậy ta. Anh rất thích nét đẹp của người con gái Nhật. Ồ. Cho dù anh chưa đi Nhật lần nào. Ừ. Tại sao vậy? Dạ. Em hay coi dòng phim gì của Nhật? Không, thời gian đó thì em chưa biết lên. Chị tinh tế chị hay quá trời luôn. Không, chị là chị có là bắt vô cái quyệt của nó liền, thấy không chị. Là thời gian đó là internet mình chưa có phổ biến đâu, và em cũng không biết lên mạng luôn. Ông băng đẻ nhà anh chắc cũng nhiều. Tiếp theo lúc đó nữa rồi sao nữa hả Ngọc? Dạ rồi, em nhận được cái đĩa trên đĩa thì em thấy ghi là thân tặng bé dễ thương, có ghi số điện thoại của ảnh. Thì bạn em cũng nhận được. Thế là tối về bạn em mới nhắn tin cảm ơn ảnh là đã tặng cái đĩa này. Thế là ảnh mới gọi lại cho bạn em hỏi thăm rồi làm quen, rồi nói là anh sắp đi nước ngoài rồi, có thể là mời em ngày mai đi uống cà phê với anh được không. Thì bạn em mới nói vậy em đi với bạn, với nhóm bạn em. Rồi anh nói đúng rồi, em dẫn nhóm bạn em đi luôn đi cho vui. Thế là ngày mai bạn em cũng rủ em và mọi người là đi gặp ảnh lần thứ hai. Thì lúc đó ra cũng là xã giao rồi hỏi thăm qua lại thôi, em cũng không để ý, lúc đó em vẫn không thích. Sau đó là về đã bắt đầu ảnh đi nước ngoài, là ảnh liên lạc với cô bạn em đó một thời gian. Anh đi Mỹ anh diễn 3 tháng, anh nói chuyện với bạn của bạn, của vợ anh. Mà yêu đương đắm đuối luôn. Thế mà anh biết kia, không? Anh biết cái thì cái người nói ngày kia anh mới nghi anh nói ủa, sao mình hỏi hồi trước là nó thứ hai trong gia đình đó, mà giờ thứ út ta. Cái này em, Linh hôm đó em ngồi bên phải hay bên trái cái trong cái quán cà phê đó. Thì bạn đó mới ngồi nghịch lại cái người bạn mà mình thích. Cái nó chết già rồi Linh ơi, anh lộn. Anh thật sự anh thích bạn em. Rồi bạn Linh nó chửi anh vô duyên quá là tắt máy luôn tới giờ luôn. Không một lần gặp nữa. Ủa rồi cái tình bạn của ha em với bạn Linh nó như thế nào? Dạ, không, tụi em tình bạn rất là vẫn khăng khít, vẫn là vẫn chị dạ, em bây giờ em vẫn là bạn thân với nhau. Cứ ngồi nói chuyện tỉ tê như tốn tiền gần chết. Sau đó là qua nhà của em cầm hai chiếc đĩa qua trả lại cho em. Nói là tôi nhục quá à, tôi biết là anh Hùng ảnh nhầm rồi, ảnh nhầm người rồi, tôi thấy cũng nhục quá à, trả lại cho bạn. Bao lâu thì em cua được Ngọc? Sau cái chuyến đó em về, mà thật sự lúc đó em đi diễn cho anh Phương Tường nhiều lắm. Em đi hoài, đi miếng cũng gọi điện hỏi thăm. Xong rồi thời gian cũng mất liên lạc luôn. Có một chuyến đó thì mẹ, sau khi mẹ mất năm 2006 đó, thì cuối năm đó là em về Đà Lạt em diễn. Xong rồi em mới nhớ lại là mình vẫn có một người trên này mà mình cũng chưa được gặp ở trên Đà Lạt lần nào. Thì em mới lấy số điện thoại ra em gọi. Em gọi thì thật sự lúc đó là vợ em nói lại là cũng tắt máy rất lâu cái số đó luôn. Tự nhiên mở lên thấy em gọi. Cái lần đó là em với bạn Vân Quang Long đi chung với đoàn anh Phương Tường lên đó. Cái thời gian mà ảnh gọi điện nhầm lẫn cho đến lúc mà gặp nhau ở Đà Lạt lần đó là cũng phải hơn một năm. Thì trong thời gian hơn một năm đó tụi em vẫn liên lạc qua điện thoại. Dạ, mà mỗi ngày thì mỗi hiểu nhau hơn, nói chuyện nhiều, tâm sự thì lại hiểu nhau hơn. Sau quá trình đó là chắc cái chuyện đầu tiên mình xảy ra trên Đà Lạt luôn ha anh chị ha. Cái hôm đó thì cái hung á, chắc em cũng xin nói luôn, Ngọc mới dẫn em lên một cái nơi mà gọi là trái nhìn xuống trái tim Đà Lạt. Đó là nụ hôn đầu tiên em trao nhờ vợ em trên đó. Anh nói em cũng thấy đó là lãng mạn, với bản chất em cũng thích lãng mạn. Cái cảm nhận của em về cái nụ hôn đầu tiên mà anh Hùng anh trao cho em á, lúc đó em vừa sợ mà rung, nhưng mà cũng hồi hộp. Đó, giờ hỏi tiếp nữa nè. Ngày xưa là em rất nhiều bạn gái, nhưng mà khi mà gặp vợ em rồi là tự nhiên ai cũng có một cái tình yêu nằm trong trái tim mình á. Từ lúc mà nụ hôn mà đầu tiên đó thì cũng gần một năm sau mày hả, bà xã em cũng đó là cũng là con gái mới lớn luôn. Anh cũng giữ luôn, thì anh chỉ lên anh nói thật sự là mình hôn nhau rất nhiều, cảm xúc rất là đông đầy luôn. Em biết cái trời lạnh lạnh của Đà Lạt rồi, nhưng mà mình vẫn phải thôi kìm lòng lại, kìm lòng lại. Và anh nói khi nào mà anh gần em được thì anh sẽ có trách nhiệm, anh sẽ cưới em. Lúc đó là đám cưới của tụi anh đã diễn ra. Sau bao lâu thì cưới? Cuối năm 2007 đầu 2008, là lúc em cũng gần 21 tuổi đó. Chuẩn bị đám cưới thì chỉ có anh Tư ai em đi lên với em, vợ chồng Phương Tường, anh ca sĩ Lý Thái Sơn và anh
ca nhạc, nhạc sĩ Thái Hùng với Uyên Trang lên dự đám cưới em thôi. Còn bạn bè của em thì em không cho, không dám làm phiền tại xa xôi quá. Xa quá. Và cái đám cưới diễn ra bên vợ em để cho vợ, bên vợ em yên tâm. Thôi bây giờ tới kia đi, chứ chương 2 đi rồi có anh Hùng ở ngoài những cái mà nồng nàn say đắm của ảnh đối với em á, thì anh có những cái tật xấu gì kể nghe coi. Thì để mà em lưu tâm nhất là tính tính ghen, cọc cằn, nóng tính, hơi nhát việc nhà. Đâu kể cái nào ghen nghe chơi thôi, cho mọi người biết là sao ghen nó ra sao. Anh ghen ngộ lắm, ghen lạ lùng lắm. Là em còn nhớ cái kỷ niệm là lúc mà em đi xuống thăm ảnh á, trước chuẩn bị cưới á, thì ảnh mới gọi cho em, lúc đó hình như là gọi video được rồi. Thì ảnh mới nói là em đi, em ngồi đang ngồi cạnh ai vậy? Em đi một mình à. Thì em mới nói là em ngồi cạnh ai cũng không biết nữa, chút nữa người ta lên mình mới biết. Anh mới nói khoan đã, phải cho anh biết là trai hay là gái. Nếu mà là con trai thì em sẽ đổi chỗ cho anh nha. Còn nếu con gái thì thôi. Hình gì mà quá người ta kỳ quá, ngại quá. Mình phải quay cái camera vô cái người bên cạnh mình mà không có quen biết gì hết. Có lúc là gái thì anh nói ờ thôi anh tin tưởng là anh mừng quá. Còn có lúc con trai thì anh bắt buộc em phải đổi chỗ cho bằng được. À, là lần nào xuống thăm cũng phải thăm dò dạ, trước vậy luôn hả? Dạ, anh luôn luôn là như vậy. Chữa bệnh hay hơn chữa bệnh. Ủa rồi cái hôm đó là em ngồi với con trai không? Dạ cũng có một lần em ngồi với em phải đổi chỗ trai. Dạ là em xin đổi chỗ. Cái tật này xấu quá. Thôi không, không xấu, xấu đâu mình. Ủa vậy anh Tuấn Anh mà. Chị anh Tuấn Anh mình có vậy không? Không, cái đó em phải học ảnh. Vậy hả? Đâu quá đáng tới mức như vậy. Thực ra tại vì không biết bé Ngọc nó làm sao. Chứ còn hả, với chị nếu mà ghen kiểu đó thì tự nhiên chị thấy chị bị tổn thương. Giống như mình là cái lẩu thập cẩm vậy đó. Bộ ai mình cũng vớt được hay không gì phải mà. Cái gì thì cũng phải có thời gian thử thách chị. Cái đó nè, cái đó là tự mình biết dạ, đúng không? Với những cái đối tượng như vậy là không cần chồng mình nhắc mình dạ, cũng sẽ tự động dạ, mình đổi đúng chỗ rồi. Đúng không em? Chú lấy người ta chú phải tin tưởng người ta chứ. Rồi trong cái cách mà gọi là dạy con hay là sắp xếp nhà cửa hay mua sắm đồ đạc gì là cũng có gia trưởng không? Cũng có chị. Là theo ý của ảnh hết đó phải không? Em cũng với ảnh cũng bất đồng cái việc giáo dục con. Thì như ảnh, em và ảnh thì đều rất là thương con. Nhưng mà ảnh thương một cách... ảnh thương thì ảnh lại luôn chiều nó quá đáng. Rất là nó muốn gì là chiều cái đó, đáp ứng cho nó ngay. Thì theo em cái điều đó lại là không tốt. Thì ảnh mới nói em là khắt khe quá. Phải thương con thì cho nó được thoải mái đi thì mới khắt khe vậy. Nhưng mà làm vậy con mình mỗi ngày nó mỗi nhõng nhẽo hơn, nó mỗi dây dây hơn. Nên em với ảnh còn bất đồng với điều đó, hay cãi nhau hoài. Cãi nhau mà ai thắng? Cuối cùng là em phải nghe ảnh đúng không? Dạ, em quyết định là theo ý của em. Vậy là em gia trưởng chứ không? Chị, em sống với mẹ ba em á, là mẹ ba em rất khó. Tức là mẹ ba em mua tivi thời trắng đen đó, mua để sẵn ở nhà nhưng mà không cho con xem, sợ hư mắt. Mua chiếc xe đạp cho em á, thì lúc mà em tới hồi mà cho em đạp rồi đó, là em đạp đụng luôn cái gì đông rồi. Cho nên em hiểu được cái cảm giác mà mình muốn được như vậy, ước gì mình được như vậy để mình được làm thì mình cảm nhận bây giờ con mình chắc nó cũng vậy. Thì bây giờ em á là khác vợ em, là em mua tất cả cho các con nhưng mà các con phải làm rồi em mới cho bắt đầu con sử dụng con chơi đi. Còn vợ em thì là sợ con hư mắt này nọ, không cho chơi luôn mà thấy tội lắm, nên cho nên thôi em thấy cũng tốt cho nên thôi em chiều vợ em. Vậy đâu có gia trưởng đâu, tính là tuyệt vời mà. Gia trưởng giờ mới loài ra mà mới là người gia trưởng thì mà tự quyết bóng biết hết. Sẵn em kể xấu luôn đi, em nói luôn đi cưng. Không, bây giờ cái này á, người Đà Lạt mà sợ lạnh. Trong khi đó mình á thì người ở miền Tây mình lại thích Đà Lạt. Còn vợ mình á thì thích biển. Trời ơi, hai chồng bất đồng quan điểm mà giờ học cái chuyến du lịch là không có vui. Lên Đà Lạt thì 15 16 độ, 12 độ không chừng nữa. Không giỏi lên thì lại chỉnh cho 30 độ rồi về dưới nhà chị biết chỉnh cái nhà 30 độ. Quạt máy lạnh mà chị chỉnh 30 độ ra hơi nóng rồi đúng không chị Vân? Mà cuối cùng em vẫn phải để 30 độ. Đó, 30 độ và tên điện lên. Em nhìn rồi. Các con em là nó cái mặt của nó rất là hụt hẫng, tôi nói là mặt mày mồ hôi mà nó không dám nói. Em nhìn lên từng đứa em biết hết trơn á, cũng thông cảm cho vợ em là sinh ba đứa rồi đúng thì rồi. Cái lạnh nó thấm vô trong người rồi. Chỉ có những người em nhìn chị dâu em hồi xưa thì em biết, cho nên em thông cảm. Giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em mong muốn ảnh là biết suy nghĩ chín chắn hơn, thấu hiểu, lắng nghe em nhiều hơn, dành thời gian chơi với con, bớt ghen lại. Thẳng đây xin lỗi luôn, nói một cái gì đó. Hơn 15 năm qua thì có những lúc ba bốc đồng, ba nóng tính, không có, nói chung là không có trọn vẹn về vai trò người chồng người cha. Chắc có lẽ mẹ là người hiểu ba nhất. Mẹ tin ba, ba sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái trách nhiệm một người chồng người cha của mình. Mẹ yên tâm nha. Em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và những lời nói của em đều là thật tận đáy lòng. Em rất mong anh Hùng trưởng thành hơn, trở thành một người cha tốt
xứng đáng để các con trân trọng. Cảm ơn mẹ. Tay quay cho tôi xin đoán đi, các cặp vợ chồng hai bạn là có làm một cái gì đó dính líu tới nghệ thuật đúng không? Dạ không ạ, nhưng mà chắc tại con người em nghệ sĩ. À, như vậy là tôi đoán gần giống rồi. Thôi bây giờ không đoán nữa, mà bây giờ giới thiệu đi, mời. Dạ, em. Dạ em tên là Bùi Đức Thắng ạ, em năm nay 27 tuổi, làm nghề tự do. Còn em? Dạ em tên là Thanh Trúc, năm nay em 28 tuổi, em thì đang làm nhân viên văn phòng. À, 28 là mấy? Cũng lại máy bay chút xíu rồi. Em yên tâm, bây giờ người ta còn lái tới xe tăng mà em cũng vậy. Thế là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào ta? Khoảng năm 2010 thì là hai đứa làm chung công ty, tuy là làm bộ phận khác nhau á, nhưng mà tại vì cũng có tìm hiểu thông tin thì biết là bạn chồng là rất là thích đi phượt. Mà em thì là từ nhỏ đến lớn thì hay ở nhà, chưa có nhiều cái dịp để mà mình trải nghiệm. Cho nên là cũng thích đu đeo, cái là xin là có dịp nào thì cho mình đi ké. Thì đi được vài chuyến thì thấy có vẻ cũng hợp nhau. Cho nên là hai đứa đi hoài. Đi phượt, em thường là đi, chắc là đi xa lắm đúng không? Tết thì em hiếm khi nào về quê á, hoặc là thường lấy xe máy chạy đi vòng vòng chơi á. Thì Tết năm đó thì không có kiếm được bạn. Bạn thì đứa thì lấy vợ rồi, đứa thì lưu bu công việc. Em không có ai, em rủ đại lên thì vậy em đi chung. À, có hai bạn đi thôi. À, dạ đúng rồi, có hai người. Cái chuyến phượt đó là có hai người thôi. Mà chuyến đó đi đâu? À, dạ em đi Ninh Thuận ạ. Bây giờ hỏi khéo khéo chút nha. Dạ. Đi phượt vậy rồi có vượt không? À, vượt gì ạ? Hỏi thiệt hay là hỏi giả? Vượt rào, vượt rào, vượt rào. Hỏi không? À. Đi phượt có hai bạn thôi. Ừ. Đó. Rồi bạn này chở bạn này thì cũng đụng, mà bạn này có chở bạn này thì cũng đụng. Đụng qua đụng lại mà không vượt mới là lạ đó. Là đi phượt như vậy thôi, ăn ở thì sao? Mình chia sẻ với nhau. Không, như là chung phòng hay là gì? Dạ, nếu là chung xe chung phòng. Chung phòng chung mà, nhưng mà hai giường anh. Hai giường, mới đầu thì hai giường, xong rồi mấy ngày đầu hai giường, mấy ngày sau một giường. Một giường. À. Càng đi ra miền Trung thì cuối cùng cái giường nó nhập một. À, thì cái chuyện đó về chắc chắn là yêu nhau rồi đúng không? Không yêu mới là lạ. Là phượt là đi phượt lần đầu đã yêu nhau đúng không? Dạ thực ra là cho tới thời điểm lấy nhau được 8 tháng rồi chồng em vẫn chưa bao giờ nói yêu em hết á. Ừ. Ồ phải không? Tức là không nói bằng lời thôi đúng không? Hay là tại em thì còn trẻ quá, em nghĩ là phải đến năm 35 tuổi em mới lập gia đình. Nên em nghĩ là tình yêu nó phải mộng mơ, nó phải màu hồng, màu nhiệm dữ lắm. Chứ em thấy tự nhiên quen rồi cưới thì không biết, là chắc là tự nhiên vậy thôi chứ không phải là tình yêu nữa. Em có khi nào em có cảm nhận rằng là do vượt nhanh quá cho nên là chưa yêu kịp không? Dạ không, thì từ lúc mà quen đến lúc cưới thì cũng 3 năm tìm hiểu. Chắc là cái này để riêng em vẫn không nói được tiếng yêu. Không nói tiếng yêu à? Hành động của chồng em á, có bao giờ mà hành động rất là lãng mạn không? Dạ lãng mạn cũng có, đặc biệt là lúc mà hai đứa quen nhau á, thì anh chàng rất hay nghĩ là nhiều thứ lãng mạn. Những cái điểm đi đến xa xôi thường là chỉ dành cho các cặp đôi thôi á, nhưng mà đặc biệt nói thì không có nói, chỉ làm thôi. Chị vẫn không hiểu là cái lý do gì mà em không thể nói được cái chữ yêu ta? Dạ tại em có đọc cái câu là giữa những người lạ thì ta cần một người quen, giữa những người quen thì ta cần một người hiểu, giữa những người hiểu thì ta cần một người yêu, và giữa những người yêu thì ta cần một người tin. Thì lúc mà cầu hôn em cũng nói y chang như vậy, nói là mình tin là hai đứa mình là phù hợp với nhau. Thì yêu mới chỉ là đến 3/4 quãng đường thôi. Còn tin nhau thì mới đi được hết quãng đường. Cái ổng là tới giờ ổng cũng chưa lấy được bà vợ nữa. Không nói yêu rồi, ổng lãng mạn rồi, đi phượt như vậy, rồi về lại cưới vợ như vậy. Chắc có lẽ là do ai đó kêu phải lấy vợ liền đúng không? Có lẽ do bác sĩ phải không? Dạ không, do vợ em kêu em. Dạ tại vì em cũng nghĩ là mình muốn lấy chồng rồi. Sau khi lựa chọn sàng lọc thì em nghĩ là chắc anh chàng này thôi được rồi, mình dừng ở đây. Thì là em bắt đầu chiến thuật mưa dầm thấm đất. Đi chơi thì em cũng hay tìm những cái cơ hội để em nói dông nói dài bóng gió về cái cuộc sống gia đình, cái chuyện kết hôn. Thì chắc là dầm dầm thấm thiệt. Nhưng mà nè, tại sao em lại đặt một cái mục tiêu rằng cho riêng em á nha, là đến 35 tuổi em mới lập gia đình? Em thì còn trẻ quá, mà lúc đó thì chưa có nhiều tiền, mà nhà em thì lại nghèo, ở quê nghèo, nên lúc nào cũng phải phấn đấu là khi nào mua được nhà rồi có sự nghiệp ổn định thì mới cưới. Rồi giờ đã mua được nhà chưa? Dạ vừa mua được ạ. Thôi chúc mừng. Vậy là em hay quá rồi. Theo lẽ là mình nghĩ là 35 tuổi mình mới mua được cái nhà. Bây giờ 27 tuổi đã mua được rồi. Chắc là do hai vợ chồng hợp tuổi. Đương nhiên. Trở về cái vấn đề. Sau khi hai bạn lấy nhau, đúng không? Ngoài cái chuyện ông này cái tật xấu là chưa bao giờ ông nói tiếng yêu em. Thì ngoài ra ông còn có cái tật gì nữa không? Rất là mê chơi game. Tức là cả ngày mà ở nhà thì không có phụ giúp việc làm, việc gia đình gì hết trơn á. Toàn là ôm cái iPad.
Chơi xong rồi cần giúp đỡ vợ bằng cách là để trong lấy iPad của vợ chơi giùm cho vợ. Chơi giùm vợ hả? Dạ. Làm việc nhà một mình thì em cảm thấy là như vậy nó không có công bằng. Mà em thích là có vợ có chồng cùng làm với nhau. Cho nên em thường hay là giả vờ là nhờ lấy giùm cái này lấy giùm cái nọ xong em lôi vào cùng làm với em. Chứ em không có chấp nhận cái chuyện mà một mình ngồi chơi như vậy. Em là người miền Nam đúng không? Dạ, em là người miền Nam. Ở đây là người miền Bắc. Thường anh này có tính gia trưởng. Dạ đúng rồi. Anh có đối áp đặt cái gia trưởng đó đối với em không? Dạ, không có gia trưởng gì trong cái suy nghĩ, nhưng mà trong cái việc làm hàng ngày ở nhà, đặc biệt là anh rất là hy vọng vợ là phải kiểu công dung ngôn hạnh. Dạ đúng rồi. Gia nội trợ từ trên xuống dưới. Dạ đúng. Từ sáng tới chiều, từ trong ra ngoài. Còn đàn ông, còn anh là chỉ có chơi iPad. Dạ, làm chuyện lớn hơn đó là KTV. Cái thứ hai nữa là cái này là em hơi vỡ mộng xíu. Thì thường em hay nghĩ là trước khi ngủ hai vợ chồng chúc nhau ngủ ngon thì phải ôm hoặc là như thế nào, nhưng cái này mà có chuyện Hàn Quốc nhiều quá. Nhưng mà anh chàng này thì chỉ cần chúc vợ ngủ ngon xong rồi vợ nằm xích ra nằm ngủ mà ôm không có thoải mái, chồng không ngủ được. Dạ, cho nên là cũng hơi thất vọng xíu. Rồi còn em mong muốn ông chồng thay đổi cái gì? Mong muốn lớn nhất là anh bớt gia trưởng lại xíu xíu. À, có nghĩa là đừng gia trưởng nữa. Dạ. Mà bớt chút xíu thành gia phó. Rồi ngoài ra cái nữa là ngủ thì nhớ ôm vợ. Chị thấy vậy nè cưng, cái mong muốn của chồng em với em theo chị là đúng. Ở đây vấn đề là như vậy nè cưng, cái người phụ nữ á, cho dù em sống ở miền Nam hay miền Bắc hay ở nước ngoài, em sẽ thấy một điều như vậy nè, mặc dù người ta là phụ nữ là số 1 nhưng công việc ở trong nhà là một tay người phụ nữ ta làm được hết, làm được cả tất cả những cái việc gì đàn ông luôn. Nhưng nhỏ gái chị bây giờ ở đây á, nó không biết làm cái gì hết, nhưng mà khi qua tới bên kia cháu đi học rồi cháu tự làm hết mọi thứ, để chi buông nó ra đâu nó cũng sống được. Không nhất thiết phải có chồng bên cạnh nó vẫn tồn tại được. Không có mẹ, không có cha bên cạnh vẫn tồn tại được. Đó là cái điều chồng em mong muốn để tốt cho em, đúng không? Đó, cho nên theo chị, cho dù chồng em không nói đi chăng nữa, em cũng phải tự làm được cái điều đó để sau này em có thể cán đáng cuộc sống của em được. Rồi còn ngược lại, vợ em có những cái điều mà mong muốn ở em, chị thấy cũng hoàn toàn chính xác. Ví dụ em chia sẻ cái công việc nhà với vợ. Ở đây không phải là mất tư thế người đàn ông, em phải tân tiến chút. Đó, cho nên em chia sẻ như vậy thì vợ em thấy vui, vợ em thấy hạnh phúc, vợ em thấy yêu chồng hơn. Chứ em hoàn toàn không bị mất thế, tư thế người chồng trong nhà. Đó là cái điều mà hai em mong ước ở nhau, chị thấy đều chính xác hết. Rồi cái chuyện ôm vợ thì nếu mà vợ mình không bị ngáy á, thì mình ôm đi, ôm nhau ngủ, nó là một cái gì đó, nó lãng mạn. Lãng mạn lắm, đúng không? Mình sẽ tìm cái tư thế nào để mà mình đừng bị tê tay hay là mình có bị mỏi. Nhưng mình đừng có để cái đầu ba gối lên cái con chuột thì không có tay. Và đồng khuyên điều nữa là hai vợ chồng thỉnh thoảng nên hâm nóng lại bằng cách là gì? Cứ đi phượt. Rồi, xin chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn chị. Gặp cô dâu xin phép nha, là anh ấn tượng, đố em biết là ấn tượng điều gì? Dạ chắc hàm răng á. Hàm răng. Anh ấn tượng nhất là hai chiếc răng khểnh của em. Rồi bây giờ mời cô bé có hai chiếc răng khểnh giới thiệu cho mình. Dạ em là Thùy Tiên, năm nay em 23 tuổi và em là kế toán. Con dạ, em là Đức Trí, em 28 tuổi, hiện em là nhân viên marketing. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Cách đây hơn 5 năm, đó em đang có chuyện buồn về chuyện học học hành đó, em về quê chơi. Thì lúc đó em chơi cái game online, chơi cái game audition đó. Thì có quen một cô bạn, là cái cô bạn đó là bạn thân của vợ em. Thì lúc đó em về quê chơi thì cái cô bạn đó rủ em đi uống cà phê, rủ theo vợ em. Em cũng rủ theo người bạn nữa. Chỉ có người bạn của em á với cái cô bên kia là nói chuyện với nhau. Còn em với vợ em ngồi đính thinh nè, ấn tượng đầu để cho vợ em nói đi. Dạ. Ấn tượng lúc đầu ấn tượng về chồng em không được tốt lắm. Là tại vì ngồi uống cà phê có một tiếng mấy mà chồng em hút hết, có gửi thuốc. Chồng em hút liên tục. Rồi sao? Em không có cảm tình với đàn ông thuốc. Có phải là do em hồi hộp khi mà gặp cái nhan sắc cô gái này không? Dạ không. Em lúc đó tại vì đang có chuyện buồn. Rồi cái mình đang suy tư, mình suy nghĩ thì mình cứ ngồi mình hút thuốc. Lúc đó chưa có ấn tượng gì hết, thấy bất lịch sự quá, mình có say qua nói vài câu, cái đầu thấy vợ cười. Có răng khểnh. Đó là có ấn tượng. Cái lúc này nhỏ là thích mấy cô gái răng khểnh rồi. Và ước lấy được vợ gái răng khểnh. Chắc có lẽ là sau cái buổi cà phê đó là em là người chủ động hẹn hò cô này hay sao? Em bắt đầu nhờ cái cô bạn làm mai vợ em. Em ngồi yên á, nhắm mắt lại, mở mắt ra, nhắm mắt lại. Nhúng mở mắt ra nhúng ra. Quý vị dưới cái nhìn thấy cái chú rể nè, có một cái điều gì rất đặc biệt không? Bây giờ hỏi cô dâu nè, cái vết lông mày này là sau này mới có hay là đã có từ này giờ? Mới làm cho ảnh được tháng nha. Em làm cho ảnh tháng không? Trời ơi, đừng nó cào, đừng nó cào lông mày nha. Em thấy đi tỉa rồi còn hỏi làm cái gì cho mất công. Cái này là đi tỉa chứ lông mày nào mà mọc cái kiểu này. Đi tỉa hả? Tỉa gì kỳ vậy trời? Vợ em tỉa cá tính vậy hả? Dạ. Chiều chiều nay
để giùm anh nha. Bao lâu thì em chính thức theo đuổi vậy? Đi chơi được khoảng 4-5 ngày em thấy thích, cái đầu mới nhờ cái cô bạn kia chỉ nhà vợ em. Lúc đó em chạy xe, em cứ chạy tới chạy lui, cái đầu vợ em mới đi ra hỏi anh làm gì mà anh chạy tới chạy lui tay hoài gì. Rồi không trả lời sao? Anh nói nãy giờ anh tính rủ em uống nước mà anh không dám rủ. Em nói thôi em không đi uống nước nên khỏi rủ. Cái anh ngồi nói vậy mình đi đâu chơi đi em nói. Cái em mới suy nghĩ rồi em mới rủ thôi bây giờ mình ra ngoài mạng đi, mình vừa chat vừa đọc báo chẳng hạn. Cái anh mới nói ừ anh cũng đang tính đọc báo thì anh chở em đi. Cái ra ngồi thì hai chồng và hai má sát bên. Sau em thấy chồng em nói chuyện trên Yahoo với em. Cái chồng em cứ nhắn nhắn hoài, cái em cứ nhắn ừ giống như là em trả lời đại cho rồi vậy đó. Cái em vừa mới đứng lên cái anh quay qua nắm tay em, mình chính thức quen nhau nha em. Cái tự nhiên lúc đó em đớ hết trơn, em không biết cái gì hết trơn á. Đớ luôn à. Chị hỏi nè, hai đứa hay gây lộn không? Dạ cũng thường xuyên. Cái đợt gây lộn mà gần nhất là lúc nào? Dạ khi nãy chuẩn bị vô ghi hình. Tại sao lại gây lộn? Tại vì chị nhìn vậy là chị biết hay gây lộn lắm nè, đúng không? Tại vì em nhõng nhẽo, cái em bị anh la. Sao nhõng nhẽo? La sao đâu. Nãy em đòi uống nước á, cái em mới anh ơi đi mua nước cho em đi. Cái anh mới nói là anh đang chơi game, cái nó từ từ đi em chút đi em. Cái em nói thôi em không chịu đâu, uống nước giờ à. Cái tự nhiên cái mặt anh nghiêm lại, cái anh nói em sẽ tóm mày, em nhõng nhẽo hoài. Ừ là một chàng vậy đó, tự nhiên em khóc. Cái mặc đồ cô dâu khó chịu quá. Cái ảnh mới nói với em là sao tối ngày khóc hoài. Tự nhiên cái em không nói gì trên, cái em nói anh nói chuyện với em thái độ vậy thôi sao em không khóc. Ảnh mới nói gì thôi không tham gia chương trình nữa. Giống như là thách đố em vậy đó. Cái em đứng dậy em đi về luôn. Ủa đi về rồi á hả? Em lội chứ không phải là đi về, em lội ra ngoài để hù anh thôi. Dạ. Rồi cuối cùng có chạy đi mua nước cho cô này không? Dạ dắt ra quán uống luôn. Ờ 200 cô uống luôn hả? Rồi có quay được liền không? Dạ ra em chọc cái là cười lên. Tại em biết tính vợ em hay lẫy lắm mà em lâu lâu em nói chọc gì vậy mới vui. Trời ơi cũng may là bả vui liền nha. Bả mà không vui là chắc cả chương trình chúng tôi bị bể rồi. Rồi hai đứa quen nhau thì bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Hơn 5 năm. Hơn 5 năm? Dạ. Ủa vậy thì trong cái chuyện mà cưới hỏi có gì vui không? Có bị cản trở không hay là suôn sẻ hết? Cũng suôn sẻ hết. Mà có điều là bữa đó ảnh cầu hôn em nó hơi kỳ kỳ. Còn ok đi. Cái thời gian đó là em với ảnh thường xuyên gây lộn, mà tại vì công việc của ảnh làm mà phải tiếp khách rồi đi khuya vậy đó. Mà em thì cảm không đồng ý gì cái điều đó. Bữa đó em chịu hết nổi rồi, 1 giờ mấy em điện cho ảnh, 2-3 cú anh không có bắt máy. Cái ngồi cái em điện lại nữa, cảm mới nói anh đang đi karaoke mà em nghe ung sùm rồi tiếng đàn ông rồi tiếng đàn bà gì tùm lum hết trơn á. Cái em mới bực lên, em quậy anh. Quậy sao? Anh nói tối ngày đi hoài, đi không có nhắc máy, điện không nhắc máy, đi tối ngày đi ôm gái gú, đi ngủ với mấy con nhỏ đó luôn đi. Em tức quá em nói không cưới đi. Sao vậy? Sao vậy? Em ở sao vậy? Anh nói với em là xui ơi anh chịu em hết nổi, anh không chấp nhận được em nữa, bây giờ phải cưới liền, cưới gấp là anh điện cho mẹ anh kêu cưới luôn. Rồi vậy đó hả? Ủa mà lý do là cưới gấp? Dạ để em đi vậy hoài á, cái cũ ghen hoài à. Dạ. Tức là cưới cho rồi đừng cho khỏi ghen á. Dạ. Rồi giờ còn ghen không? Vẫn còn vậy. Trời. Ghen dữ hơn không? Cũng giảm được chút chút. Bây giờ chị hỏi nè, ở nhà vậy thì là cái kinh tế chính là em hay là vợ? Dạ hiện là em. Rồi về có coi như lương là đưa tiền cho vợ hay là em là người chi tiêu? Bao nhiêu tin nhắn lương vừa tới tít tít là vợ em tịch thu hết. Tịch thu hết luôn. Nghĩa là chồng em rất thật lòng đúng không? Dạ. Không bao giờ mà có giếm tiền riêng. Không có quỹ đen anh. Có quỹ đen. Nghĩa là không có giếm tiền mà có quỹ đen đúng không? Sao em biết? Ảnh không nói lương thật với em. Mấy lúc động cũng không xin nghi đâu. Cái mấy lúc sau em thấy ảnh hay thường xuyên đi nhậu nè, đi karaoke nè, rất là nhiều khi mua quà đắt tiền cho vợ nữa. Cái em mới nghĩ là anh chắc phải có quỹ đen. Lúc đầu em đâu có tìm được manh mối gì đâu. Cái sau cái vô tình thôi. Cái ở nhà cái laptop của chồng em xài á, đang coi cái bảng kê lương tháng vừa qua. Cái coi xong cái đi vô toilet mà không có tắt máy laptop, em chạy lên tính đọc báo thôi. Cái em mở em phát hiện một sự thật. Sự thật thú thà. Anh nói cái quỹ đó em thua lùi luôn không? Rồi bây giờ cuối cùng á thì cái quỹ đây nó còn tồn tại không? Hay là em xóa quỹ đó luôn rồi? Dạ cái quỹ đó đã được em xóa rồi chị. Chuyển qua quỹ của vợ em. Thế còn em, vợ em có điểm xấu lắm. Ham chơi à. Em đi làm về mệt cũng bắt chở đi chơi, còn không có em thì cũng kiếm bạn đi chơi. Mà đi chơi nghĩa là quên chồng luôn. Ủa hai đứa đã có em bé chưa? Dạ chưa. Ham chơi bớt lại, chơi khác để có con. Còn gì nữa không chứ? Có một cái điều mà em phát hiện là ba mẹ em và bố mẹ vợ cũng ở quê. Thường xuyên hai chồng cãi nhau về cái chuyện đó. Em đi làm suốt, người không có thời gian gọi về. Mà kêu vợ gọi về thì vợ không chịu gọi. Tức là gọi về cho ba mẹ à? Dạ, gọi về cho ba mẹ, bố mẹ. Để hỏi thăm sức khỏe mà vợ không chịu gọi. Tại sao mà không gọi được cho bố mẹ mà phải để trong bụng? Không phải là em không gọi, giống như là em không có thể nào, giống như là ngày nào em cũng gọi. Nhưng mà ví dụ như một tuần hơn chẳng hạn. Thì có nhiều khi là cũng 2 tuần em mới gọi. Giống như là con người em sống hơi bị thực tế một tí. Em để ý ba mẹ thiếu thốn thứ gì, cần thứ gì, em sẽ mang thứ đó về để cho ba mẹ vậy đó.
Nhưng mà em có nghĩ là ba mẹ em cũng không cần đến cái điều đó không? Mà ba mẹ em lại cần cái điều là mỗi ngày được nghe giọng tụi em, được biết xem tụi em có khỏe hay không. Dạ. Tại vì em không khéo léo lắm trong cách ăn nói á. Thì mỗi lần nói chuyện hỏi với mẹ cái mẹ hỏi mẹ ăn cơm chưa, rồi mẹ đang làm gì là em hết biết nói gì. Rồi tại sao em không gọi? Lâu lâu em cũng gọi nhưng mà công việc của em là không có thời gian rảnh nhiều. Rồi một ngày vậy em gọi điện thoại cho vợ em mấy lần? Nếu đi xa. Đi xa là cái đó vợ em bắt gọi một ngày là giờ trưa, giờ chiều, tối đi ăn cơm về là tới khách sạn là gọi nói tới tối đi ngủ thôi. Rồi vậy đó. Rồi còn nếu mà không đi công tác xa thì là một ngày có gọi điện thoại cho nhau không? Không có gọi điện thoại mà bắt nhắn tin vậy mới lạ. Chứ sao toàn là vợ bắt không vậy? Không chủ động hả? Vợ em lạ lắm. Bắt phải nhắn từng trăm tin mới chịu. Trời ơi. Ê già nhắn vậy chắc không tốn tiền đâu đó nha. Nghe nè, bây giờ nếu như cho em có một cái điều mong muốn vợ em thay đổi thì em mong muốn nhất đó là điều gì? Quan tâm gia đình, gọi thăm hỏi thăm gia đình hai bên để ba mẹ chồng với con dâu á được hiểu nhau hơn. Còn em? À, em chỉ mong chồng em là ở sạch hơn. Vậy thôi hả? Vậy là bớt nóng tính, có nghĩa là mỗi lần nóng tính rồi cứ nói chuyện lớn tiếng mà em thì không thích người khác nói chuyện lớn tiếng với em. Chị hỏi nè, giữa em với gia đình chồng á có điều gì chưa hiểu nhau không? Dạ không có chuyện gì hết. Tại vì vậy nè, cái mong muốn thay đổi á của chồng em với em á, chị nghĩ cái đó là một điều rất quan trọng. Dạ. Và em cần phải thay đổi. Tại sao em có nhu cầu là một ngày nếu như không gặp mặt phải nói chuyện hoặc là nhắn tin cả biết bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu cuộc nhắn tin. Dạ. Mà em không nghĩ rằng mẹ em, ba em cũng rất mong muốn cái điều đó ở em. Dạ. Đối với mẹ chồng, ba chồng cũng vậy. Có thể không cần thiết ngày nào cũng làm, nhưng mà 2 ngày, 3 ngày một lần để cho bố mẹ thấy là cái sự quan tâm của các con cho dù ở xa. Dạ. Và các cụ sẽ sống thọ hơn, lâu hơn là những cái món quà mà em đem về. Người già rồi ta không cần những cái đó nữa, ta cần cái sự quan tâm của con cái nhiều hơn. Dạ. Thì theo chị thì cái mong muốn đó em nên làm đó. Còn với chồng thì đã gặp cái cô vợ mà muốn cái sự quan tâm của chồng nhiều như vậy thì em bớt cái vô tâm đi, đừng có để vợ bắt nữa. Phải coi như đó là một nhu cầu, là mình cần phải hiểu vợ mình đang làm gì, đang ở đâu, có vui không, có buồn không, mà không cần phải vợ nhắc nhở. Đúng không? Rồi chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Dạ. Cô Thịnh, xin chào chị Hồng Vân ạ. Xin chào chương trình. Em là Doanh Quốc Lực, em sinh năm 82, em ở Bắc Cạn ạ. Em bán bông bên Hồ Thị Kỷ. Ủa gì hả? Em bán gì? Bán bông. Bán hoa tươi chị. À bên dạ. Hồ Thị. Hồ Thị Kỷ, chợ là... hoa Hồ Thị Kỷ chị. Là ở Sài Gòn. Đúng rồi, ông 10 chị. Phường 1 quận 10. À vậy hả? Ủa em có hay thấy anh không? Dạ có. Dạ. Thiệt không? Có thấy anh trong đại hội kỹ không? Tại vì anh đi hoài à. Đó, anh là thường xuyên đi vô chợ Hồ Thị Kỷ mua hoa và cắm. Đó. Hôm nay mốt biết anh qua bên shop của em anh mua. Ừ nghe. Đúng rồi đó. Em bên shop Lê Cho 40 Hồ Thị Kỷ. Shop gì em? Lê Cho. Lê Cho. 40 Hồ Thị Kỷ. Ok. Ừ. Rồi. Mọi người nhớ nha, số 40 Hồ Thị Kỷ, shop Lê Cho. Đài truyền hình có thể cắt nhưng mà trên YouTube các bạn nên để nha. Rồi. Mời em. Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào đài truyền hình và chào quý khán giả. Em là Lê Thị Bích Cho, em sinh năm 1987, quê em ở Bình Định. Hiện em ở cũng số 40 Hồ Thị Kỷ. Là hai bạn bán bông hết đúng không? Dạ. Ủa nó nghe nè, như vậy là cái shop hoa là mang tên vợ. Dạ. Lê Cho. Lê Cho. Bỏ cho Thị Bích đi. Lê Thị Bích Cho đúng không? À Lê Thị Bích Cho. Ủa dạ. Cho chứ mà Cho đúng không? Dạ Cho. Cho. Dạ. Cho đi. Lê Cho. Cho nhận Lê Cho. Cho flower. Lê Cho. Rồi bây giờ anh rất muốn biết cái mối tình của hai bạn như thế nào. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? Có ấn tượng gì về nhau không nè? Bọn em thì học chung một trường khuyết tật, học chung trong trường khuyết tật. Nên gặp nhau trong đấy. À vậy hả? Dạ. Là cách đây bao lâu rồi cưng? Bọn em quen nhau từ năm 12, năm 2012. 2012. Wow. 9 năm mấy rồi. Được. Gần 8-9 năm mấy rồi. 8 năm. Là bước qua năm thứ 9 rồi đó ha. Ủa nhưng mà lúc đó là các em ở đâu ạ? À? Em ở Bắc Cạn, em vô học ở Sài Gòn, ở trong trường khuyết tật Hóc Môn. Bạn đó còn bạn đây là Bình Định đúng không? Bạn, Bình Định. Bạn từ Bình Định mà vô Sài Gòn từ nhỏ rồi nên cũng sau đó bị khuyết tật cũng vô trường đại học, thế là bạn em quen nhau trong đó. Anh rất muốn biết là gia đình của em là đã vào trong đây hết chưa cho? Dạ chưa, chỉ có mấy anh em của em thì đi làm trong này thôi, còn ba mẹ em còn có ở quê. Em cũng vậy luôn hả? Em thì chỉ có một mình thôi. Em chỉ có một mình thôi. Nhà em thì ở quê hết. Mà chị rất muốn biết là khi tụi em gặp nhau trong trường á thì là tụi coi tụi em gặp nhau tụi em có ấn tượng gì với nhau liền không? Lần đầu tiên gặp bạn Cho thì em thấy bạn sao nè? Lần đầu tiên thì gặp lần đầu tiên em ấn tượng là nụ cười.
Cười xinh một. Cười nhiều răng. Cười xuyên lắm nhưng mà có nhiều răng. Phải nói là răng rất đặc biệt. Rồi còn em thì sao cho? Thì sao? Em thì không có ấn tượng gì. Ủa, em không hề ấn tượng với bạn này luôn anh. Gặp trai thế mà không ấn tượng này thấy rất đẹp trai giống như nhà văn á. Đó, đúng vậy. Đó. Tại trong đó nhiều trai đẹp lắm chứ. Em mình là, chỉ là một con số đó rồi. Nhớ em xã em là mỗi ngày đi bạn ở trên Vĩ Nam á, Vĩ Nam đi nữ đi, thì mỗi ngày tụi em đi ăn cơm á, thì đi ngang qua Vĩ Nam, thì cứ đi lên là đi về là thấy bạn này ăn nhanh lắm, ở về trước, thì là bạn cứ ngồi ở trên cái hành lang á, nhìn trời nhìn đất, là em cứ đi hoài, làm nhiều không để nhau một ngày đấy, sao bạn này cứ ngồi nhìn trời nhìn đất hoài vậy ta, thế là lại có ấn tượng, thì ngày nào cũng đi qua ghẹo kéo xe một cái đi về, đi lên lại kéo xe một cái đi lên, vậy hả? Chắc là để ý nè. Tại người ta nhìn trời nhìn đất, bây giờ không nhìn mình nó ghét đúng không? Dạ không, thì hồi đó nghĩ là bạn này nhìn trời nhìn đất chắc là buồn nhớ nhà. Chêu một tí cho bạn này đỡ thấy buồn hơn. Rồi xong rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là trò chuyện với nhau, rồi là chính thức là làm quen với nhau. Bạn sau em... cái mấy lần mà bạn này bạn cứ kéo xe kéo của em á, thì bao lâu sau? Mấy lần sau mấy lần kéo xe đấy thì bạn em cũng quen nhau rồi nhưng mà là... không có nói là chuyện. Có cảm thiện với nhau rồi nhưng mà không có nói nói chuyện. Sau đó bọn em ký túc xá Nam hay chơi cờ tướng ở bên hành lang ấy. Thì bạn này cũng mê cờ tướng. Thế là mỗi lần đi qua đấy là không về giành nữ ngay mà là ngồi chơi cờ tướng. À vậy đó hả? Dạ. Là đi ăn xong là dừng lại đó chơi cờ tướng luôn. Ờ chơi cờ tướng tối mới về. Mà em chơi giỏi không? Chơi thì cũng không giỏi, chơi đỉnh thua không à. Nhưng người cái là thích. Có bao giờ thắng được bạn này không? Không, hôm nào bạn ấy mê mà bạn nhìn em là bạn ấy bị thua. Đó, giống ai ta thả đó. Nhưng... Ê, mình nhớ là có một lần á, cũng có một cặp vợ chồng, các bạn cũng quen nhau trong trường khuyết tật. Đúng em rồi, đúng rồi. Rồi cũng là do cái bàn cờ tướng đó mà đó. Hai người quen nhau đó. Tại vì cũng chơi cờ tướng, bạn kia cũng rất là thích. Thế là hai người quen nhau đó. Nhưng mà không biết bên kia là anh chồng có thả giống như bên đây không? Đó. Ủa em, nhưng mà lúc đó các em học ở trong đó, nhưng mà mình có được trường dạy cho, dạy nghề rồi có kinh doanh gì thêm không? Dạ có, bọn em trong đấy có nhiều nghề lắm. Như kiểu như em không thì em có học học sửa điện thoại này, học kim hoàn này, học kinh doanh cơ bản đó. Rồi có gì nữa ta? Mà... học nhiều quá không? Nhiều nghề đúng không? Máy tính văn phòng. Ừ, còn cho thì học cái gì cưng? Học về tính văn phòng nữa. Còn... đó em ở đó thì em học may. Vô là chị em đi học may. Học may rồi học theo. Rồi nhưng hai mà chồng giờ đi bắn bông hết. Em định nói, em định nói, em định nói, ủa hai bạn có học cắm bông không mà sao giờ đi bán bông ngồi kỹ hơn đi cắm bông rồi chăm bông nuôi bông hôm này cái nọ. Lúc ra trường thì em có thể có đi làm kim hoàn một thời gian, nhưng mà sau đó nói chung là mê cô bán bông nên đi bán bông. Mê cô bán bông là mê cô này hả? À lúc cho là cho đi ra trường là cho đã chọn cái ngành bán bông rồi gì? Dạ không, nhà của em bán hoa. Em của em bán hoa ở đâu thì kỹ nó không đồng ý luôn á em. Không, em không bán bông mà em bán hoa. Bắt đầu giới thiệu dạ em bán bông mà giờ đi bán hoa. Nghĩ là không đồng ý cái chuyện đi bán thôi mà là đứng bán thôi. Quen á, tại vì thường hỏi khách là anh mua hoa gì thôi chứ đâu hoa anh mua bông gì. Là cái kiểu quen nói vậy. Ông chị giỡn á. Tức là em của em là nó có cái nghề bán bông đúng không? Dạ, mở shop ở trong Hồ Thị Kỷ. Thế là em về đã phụ bán. Rồi ở giờ ở luôn phụ bán xong rồi sau thì bạn này làm bên kim hoàn. Em phụ bán nó cũng được 2-3 năm á. Rồi không thích làm nữa về thì rồi bạn này cũng về rồi hai người mướn nhà trọ ở. Rồi làm nhiều nghề lắm, bán vé số có rồi mua hoa hồng cột thành chục đi dạo chợ bán. Được một thời gian thì thấy nó cũng không ổn định lắm. Là đi học nghề ba cắm hoa. Sáng học ngày cắm hoa. Vậy rồi ra mở tiệm bán hoa. Bây giờ là các em là anh xin hỏi chút xíu về về cái công việc của em hiện tại và cái chỗ ở luôn. Là hiện tại là tụi em kinh doanh ở tại shop hoa và tối ở đó luôn hay là về nhà trọ? Trước đó thì tụi em ở shop hoa bên quận 8. Phải ở một nơi rồi làm một nơi. Sau đó bên này em thuê được ở bên Hồ Thị Kỷ thì ở trên rồi dưới là bán. Ở tại chỗ thì nó cũng tiện cho tụi em hơn. Quá tiện. Vậy hả? Trời ơi, mà bán bông bán đắt không cưng? Dạ cũng, tụi em mới về đã được gần năm mà. Nên là lượng khách cũng không nhiều lắm nhưng mà chị tưởng tượng đi, những cái ngày lễ đó, lễ tình nhân 8 tháng 3, 20 tháng 10 đồ, nói chung là những cái lễ tiệc nào đó là Hồ Thị Kỷ hầu như là cứng ngắc. Kẹt xe. Kẹt xe luôn. Bán bông chủ yếu là bán vào những ngày lễ là được. Đó. Lễ với Tết. Còn ngày bình thường thì cũng không được mấy. Đặc biệt nhưng là mà, năm nay là không được nhiều. Nhưng mà cũng phải mình cũng phải gọi là sao ta? Nghiên cứu về những cái cách cắm bông lạ hoặc là phối bông này kia nọ thì là
cái khách quen á, mình sẽ giữ được cái khách quen rất là nhiều. Dạ, có, bọn em có để ý tới kiểu cắm mới này, rồi để ý tới sở thích của từng khách một này. Là khách nào thích cắm kiểu gì thì cái đấy bọn em phải lưu ý. Phải lấy số điện thoại của người này nha. Khách hàng biết nha. Đó. Thủy Mộc là bạn tôi đó. Đúng rồi, phải lấy số của anh Biên. Khoái cắm bông lắm, tôi cũng khoái cắm bông lắm. Đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái tình cảm của hai bạn. Đó, điều gì mà khiến cho hai bạn coi như là đồng cảm với nhau và thương nhau? À, tụi em là người khuyết tật thì thường có những nỗi buồn và những cái tâm trạng á, khó nói với người khác và cũng khó người khác hiểu được, nhưng mà cùng cảnh ngộ thì dễ hiểu lắm. Nên là hiểu nhau được, thông cảm cho nhau được. Nhưng mà chị xin lỗi là cái tai nạn là do đâu, hay là mình bẩm sinh hay như thế nào? Không, em thì năm 15 tuổi em đi chọc cây á, em leo cây em bị té. Năm 15 tuổi hả? Dạ. Em đi chặt củi á. Thế là leo cây rồi trượt chân té rồi bị chùn cột sống, em bị liệt hai chân. Chùn cột sống em. Chùn á, té chắc té ngồi xuống. Dạ, nghĩ là cái nó xẹp mấy cái đĩa đệm á. Còn cho thì sao? Em thì năm em 22 tuổi á, 2007 á, em bị bệnh viêm tủy cổ. Viêm tủy cổ ha. Thì từ đó em bị liệt toàn thân, hai chân hai tay. Rồi em tập lấy trị liệu nhiều lắm, tập cũng hết 8 năm. Mới đi lại được. Dạ. Chứ hồi đó là liệt là nằm một chỗ luôn hay sao? Dạ, em nằm một chỗ, nằm cũng được tháng, 2 tháng. Rồi tập, rồi hồi đó bác sĩ nói là em có thể nằm một chỗ suốt đời. Nhưng mà cũng em quá kiên trì, em gọi em, là quá hay. Số 1 đó em. Phải nó kiên trì nè, phải nó tập luyện đúng không chị? Em tập từ lần đến dừng bệnh em đã tập rồi. Em, thật sự lúc mà em đứng ở trong đó đó. Dạ. Anh không nghĩ em là người khuyết tật. Chị cũng vậy đó. Đúng vậy. Chị cũng vậy đó. Tới khi em bước ra đó thì anh mới bất ngờ. Dạ, và người bình thường mới nhìn em thì không biết em là người khuyết tật. Đúng rồi. Mà chỉ lúc em đi thì để ý một xíu thì biết, còn nếu mà bình thường em mặc đồ ngoài em đi bình thường thì không ai biết. Mà cái tay em thì nếu mà nhìn để ý thì biết. Vậy là cái lúc mà hai đứa yêu nhau á thì hai đứa mà còn bạn bè với nhau thì đứa nào sẽ là đứa tỏ tình trước? Chắc bên đây đúng không? Không. Không đúng. Em là người tỏ tình trước. Bên đây. Vậy hả? Dạ. Bắt đầu từ lúc nào mà em suy nghĩ là em phải tỏ tình? Em đoán nghe chắc là thua nhiều quá đó chị. Thua đánh cờ tướng á. Cờ tướng thua quá. Cái đâu phải tỏ tình đó, đúng không? Không. Em với ông xã em thì hồi đó nói chuyện với nhau cũng vậy được. Trong trường thì lại không nói chuyện, chỉ đánh cờ thôi. Không có nói chuyện như thế này. Nhưng mà tình cờ một hôm em về thì lúc có lấy số điện thoại nhưng mà không cũng gọi. Tới chừng về mới gọi điện rồi nói chuyện chơi với nhau á. Thực ra lúc còn học chung thì bọn em không có nói chuyện nhiều, chỉ hay đánh cờ chung thôi. Còn khi về rồi bắt đầu lúc đấy mới gọi điện đi gọi điện lại mới nói chuyện nhiều. Là lý do gì mà em thích ảnh và em tỏ tình ảnh? Nói chuyện với nhau cũng phải được, ngày nào nói chuyện với nhau á cũng phải được 6 tháng. Xong rồi hồi đó em làm học may, đi học may thì có một bạn thân của em học ở đó. Xong rồi cái ngày sinh nhật của ảnh, cái chúc mừng sinh nhật ảnh. Xong cái bạn kia nói là em mà thích bạn này rồi. Cái nói là em không có thích, chỉ là bạn thôi. Nếu mà em thích thì em sẽ tỏ tình liền à. Xong bạn ấy nói đối là em sẽ không bao giờ tỏ tình. Cái nói vậy giờ muốn gì đi, tỏ tình cho em. Cái là tỏ tình. Nhắn tin tỏ tình, cái bạn này nhận xong im ru luôn. Mà là tỏ tình là do cá độ rồi. Em cũng thật sự là không biết là do cá độ không? Hay là bây giờ mới biết? Dạ em không biết, sau đó thì biết. Rồi sao, em trả lời sao? Em đồng ý hay là sao? Em cũng không đồng ý, cũng không phản đối. Ủa là sao, chưa hiểu? Tức là có nghĩa là em không tiếp nhận liền. Em muốn duy trì tình bạn chứ không muốn tiến tới tình yêu. Là em coi bạn này là một bạn như kiểu là bạn tri kỷ á. Nhưng mà lý do? Lý do là tại vì em không có nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương. Nên em chỉ muốn nói chuyện là có một người nói chuyện với nhau dễ hiểu nhau. Tri kỷ thôi. Là nói chuyện được với nhau á. Em thì cũng không có nói nhiều lắm nên em ít bạn. Nhưng mà em trả lời như thế nào? Im đó. Em chắc im là 2-3 hôm sau em mới trả lời. 2-3 hôm sau này bạn này không có trả lời. Im luôn. Xong rồi bạn kia thua thì bạn kia tức quá. Sao mà tự nhiên mất bị thua cái độ mà bạn này không có một lý do cho bạn ấy. Im luôn luôn. Xong rồi thế là em là nghĩ thực sự là lúc đấy em không biết trả lời thế nào. Bí á. Xong rồi cái em cũng nghĩ suy nghĩ. Sao mình không thử hỏi các bạn có thích mình không ta? Tại vì nói chuyện với nhau cũng khá nhiều. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Thì như đó cũng tò mò, cũng muốn biết thử các bạn này có thích mình hay không. Rồi quyết định gọi điện hay là gặp mặt thẳng hỏi luôn. Gọi điện hỏi xong cái hỏi bạn này có thích không. Thì bạn nói cũng có thích nhưng mà chỉ muốn làm bạn thôi. Lúc đó cái cảm giác em như thế nào khi em nhận thấy? Thật sự ra thì em lúc đó thì cũng không có thích bạn này. Cũng chỉ là giống như bạn này, cũng chỉ muốn làm tri kỷ thôi. Không có muốn yêu đương, như lập gia đình. Y suy nghĩ vậy.
chẳng qua bị khiêu khích thì tỏ tình vậy thôi. Xong rồi thì cũng phụ nữ mà cũng tò mò đó, các bạn mình có thích mình hay không hay là ghét mình hay không. Đó thì hỏi vậy thôi, cũng chỉ hỏi cho biết tò mò thôi chứ cũng không quyết định là yêu bạn này. Đó, hỏi xong rồi cũng thấy bình thường, trả lời thôi. Rồi bạn này có trả lời có. Bạn trả lời là anh Phạm có trả lời là thì cũng chỉ là muốn là bạn bè thôi, nghĩa là có quý mến nhưng mà không có muốn là yêu đương. Ừ, đó thì sau cái đó rồi làm sao nữa để mà hai đứa đi đến cái chuyện yêu đương. À, sau đó cái phải hai ngày sau á, cái bạn này tắt điện thoại. Thường là ngày nào cũng gọi điện. Thời gian lâu gọi này đi xuống thăm em mấy lần. Nói chung là em cũng cảm nhận được tình cảm nhiều. Xuống đi thăm mấy lần, tức là em vẫn ở trường rồi bạn này ở em nhà. Ở trường, em đang ngoài. Bạn ở thì ở bên tận bên quận 7 cơ. Học May đúng không? Quận 7 một lần đi bắt đi xe buýt để xuống đến Hóc Môn phải 2 tiếng mấy mới tới. Mà hầu như là tháng nào cũng đi khoảng 1-2 lần. Xuống thăm em. Nên em cũng cảm động cái đấy. Cảm động ha. Rồi cái ngày đầu tiên mà hai đứa gọi là chính thức là yêu nhau là gặp nhau ở đâu? Đi chơi ở trong trường đó là có đi chơi riêng ở đâu không? À, ông xã thì thường một tuần thì một tuần được ra ngoài một lần vào ngày chủ nhật. Thì như vậy muốn gặp thì gặp vào ngày chủ nhật đó. Thì bạn xin ra ngoài thì uống cà phê vậy thôi. Tụi em thì hẹn hò chỉ vào quán nước uống cà phê rồi tâm sự rồi về đó. Tức là cái chuyện đó là nó là thường xuyên. Nhưng mà ý mà anh rất muốn biết là hai bạn lấy cái cột mốc nào gọi là chính thức gọi là yêu nhau. Lần đầu tiên chính thức hẹn hò với tư cách là người yêu. Người yêu á. Là cũng hẹn hò quán cà phê rồi. Nhưng mà ra đây không có quán cà phê, quán trà không đô. Rồi ai là người mở lời chứ? Là lúc đó có mở lời đồng ý qua điện thoại rồi. Đồng ý rồi. Nhưng mà gian mà tụi em phải đi lên đi xuống lúc đó là bạn này vẫn ở trong trường, em là ra ngoài rồi. Thì là thời gian bao nhiêu lâu như vậy là tụi em ấy yêu nhau như vậy đó là trong bao nhiêu lâu? Rồi sau đó là em có về Bắc Cạn lại không hay như thế nào? Có, em học ở trong trường được 2 năm, gần 2 năm. Thì ở trong trường là đợi xin việc ấy, có các công ty vào ấy mà em đi xe lăn. Nên học hết ngày này đến ngày khác mà các công ty vào không có tuyển em. Không tuyển. Dạ, thế là em xin về. Về Bắc Cạn đó phải không? Dạ, xin về Bắc Cạn. Rồi lúc đó là hai đứa yêu xa luôn. Thế là em về được một thời gian, chắc được có 1 năm á. Thì nói chung là bọn em cũng xác định là không quen nữa, nhưng mà cũng không phải là chia tay. Cứ nói chuyện như bình thường vậy thôi. Đã vì từ đầu là tụi em yêu nhau cũng chỉ nói là muốn làm giống như tri kỷ vậy thôi. Làm bạn tâm sự là chủ yếu. Bạn để tâm sự thôi. Chứ từ đầu yêu nhau tụi em cũng thỏa thuận là sẽ không về với nhau. Vì tụi em cũng không muốn làm khổ nhau. Nhưng mà khi ảnh về Bắc Cạn là em vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là em về Bình Định? Em vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ảnh thì về quê. Cũng anh chị quê được 2 năm đó chứ. Em về quê, em có làm ở quê 2 năm. Hai năm rồi. Thời gian đó là cho có ra thăm bạn này không? Có bạn này ra một lần. Bạn ấy được khoảng 2 năm thì bạn này ra. Ồ, cho ra ngoài Bắc Cạn luôn? Dạ. Ồ. Bạn ấy ra rồi mãi ở đây một thời gian. Ở trong cái khoảng thời gian mà em ở Sài Gòn đó là em làm may, em đi làm công việc làm may hay là làm công không. Việc gì? Hồi đó em đi học may về, em tính là em sửa quần áo. Nhưng mà quần tay này của em yếu, em không có nghề may được. Thế là em trước đó khi, là em vẫn trước còn... khi đi học may là bạn này bán bông. Sau khi đi học may về bạn này vẫn cứ bán bông. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà 2 năm yêu xa đó là em bán bông hay là em có làm, một công việc khác? Có, thời đó thì em của em thì nó chưa có mở tiệm hoa. Thì lâu lâu nó mới lẻ rồi nó mở tiệm bông nó bán thôi. Như bán theo thời vụ vậy thôi. Còn bình thường thì nó đi làm thợ. Còn em làm thì, gì? Thì lúc đó em là vẫn còn đi vật lý trị liệu. Thì lúc đó là em một buổi đi tập, một buổi em đi bán vé số. Thì đi bán vậy đó, rồi đi tập. Thì sau mà bạn này về được 2 năm á, thì lúc đó là thường một ngày thường là em đi bán vào tầm buổi thôi. Lúc đó thì Tết đó thì em mới đi tập nhiều, đi bán nhiều. Đó, vào dịp Tết thì thường là Tết thì bán số lượng nó sẽ tăng hơn. Rồi mình sẽ có tiền nhiều hơn. Và em không có đi tập một ngày nào, một buổi nào. Em dành hết thời gian đi bán. Thì thường đi bán vào dịp Tết vậy thì em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường. Ngày thường cũng chỉ đủ em ăn thôi. Thì bắt đầu em mới dành dụm tiền đó. Rồi ra riêng, rồi em mới mua vé đi ra thăm ảnh. Ồ vậy dạ. Cưng quá vậy. Đi xe lửa hay là đi máy bay hay là sao? Em đi máy bay. Đi máy bay. Lúc đó em làm cũng không có nhiều tiền lắm. Một năm làm mấy ngày Tết thì chỉ kiếm được mấy triệu. Đủ để em trang trải cho một năm em đi vật lý trị liệu. Đó. Thì muốn mà đi theo thăm ảnh thì cái số tiền này để dành em tiêu trong một năm đó. Thì để dành đi mua vé đi mất tiêu à. Thế là nói là em chỉ có chuyến đi ra thôi chứ em không có chuyến đi vào. Vậy là em phải nói là anh phải để dành tiền để cho em chuyến vô đi em mới ra thăm anh được. Chị em chỉ đủ tiền đi ra thăm anh thôi chứ không có tiền đi vào. Vậy đó hả? Thế là nói trước vậy thì bạn này mới để dành tiền. Mỗi ngày
bán tạp hóa thì nhín một chút tiền bỏ thì con heo. Thì đủ tiền mà cho em mua máy bay vào thì em mới ra được. Thì ăn Tết xong là tháng giêng này nè, lúc đó vé nó cũng rẻ, chứ bay ra thì lại rẻ. Nên là em lại mua vé bay ra bằng bằng này. À, coi như là hai đứa trong hai năm đó là chỉ có gặp nhau được một lần đó thôi. Đúng không? Thời gian mà ảnh đi ra ngoài kia rồi em gặp lại đó. Rồi sau đó là ở bao nhiêu lâu thì mới vô? Hồi nãy em nói là ở lại một thời gian. Được khoảng một tháng. Ở một tháng. Một tháng ngoài đó. Nhưng mà anh rất muốn biết á, cái lúc mà hai bạn gặp lại nhau á, đó sau hai năm đó gặp cái cảm xúc của em á, lúc em gặp lại bạn trời bạn em ấy... đi lúc đó em không phải là bay thẳng ra Hà Nội rồi đi về nhà. Tại vì từ Hà Nội rồi bay về đi phải đem thêm một chặng xe đò phải 5 tiếng đồng hồ mới về tới nhà anh. Thì em là lần đầu tiên em đi ra Hà Nội nữa, đi ra về miền Bắc á, em đâu có biết đường đi. Thế là bạn ấy kêu em phải bay ra Hải Phòng, rồi anh của bạn ấy đến Hải Phòng có em gái anh đó. Rồi chơi đó một hôm rồi mới đón em về ở dưới Bắc Cạn. Thì từ Hải Phòng mà đi xe đò về thì cũng đi hết một ngày. Trời đó. Trời lúc đi em chỉ mong sao tới nhà thật là nhanh. Để đến thì ra tới Hải Phòng ngủ một đêm nữa thì cũng mong trời sáng thật là lẹ. Rồi đến đi. Đi trong mãi mà tới một ngày mới tới. Xong lúc đầu tiên mà gặp á, không biết nói lần nào luôn á. Tự nhiên khóc không? Cảm xúc đó, không khóc. Không khóc nhưng mà tự nhiên không biết nói gì luôn. Rồi đó nhìn nhau. Tức là cái cảm xúc đó nó khác cái cảm xúc mà lúc mà mình xác định là mình chỉ là tri kỷ đúng không? Có nghĩa là khi mà tụi em còn ở trong Sài Gòn á, còn học ở đây á, thì tụi em chỉ xác định là tụi em là tri kỷ thôi, không nghĩ tới chuyện yêu đương đúng không? Nhưng mà sau cái chuyến đó khi mà em gặp lại rồi á, thì chị nghĩ là chắc cảm xúc nó khác. Không phải là như vậy nữa. Không, tại vì tụi em là thường người khuyết tật thì nó khó khăn về mặt kinh tế nè, về mặt đi làm á. Thì nên là dù rằng em ra thăm bạn ấy thì nhưng mà tụi em vẫn có suy nghĩ rằng cũng chỉ yêu nhau thôi, cũng không có hướng mà để về chung một nhà với nhau. Không nghĩ là lấy nhau. Không, chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị nói cái cảm xúc á, nó phải hơn cái cảm xúc mà khi mà tụi em đúng ở rồi. Sài Gòn gặp nhau đúng không? Lúc đó tụi em ở đây cũng chỉ có lâu lâu mới gặp nhau, một tháng gặp nhau một lần thôi. Đó khi mà về ngoài đó rồi thì hai năm tụi em mới gặp lại. Thì hai năm với một tháng nó xa lắm em. Đúng rồi, dạ, rất là sẽ khác nhau rất nhiều. Thế vậy còn em thì sao? Khi em gặp em cô thì ấy... lúc bạn ấy nói là ra thăm em thì thực sự em rất vui nhưng mà em vẫn không tin lắm. Không tin là bạn sẽ ra đúng không? Đến lâu ra nhìn thấy bạn ấy thực sự là em thấy nói chung là người nó bị đơ đơ. Thương đúng không? Thương, thương ghê lắm. Nói chung lúc đấy nó cảm giác nó khó tả lắm. À, thực sự là nó bị đơ mất mấy giây. Nhưng rồi sau đó thì chắc có nghĩa là em cảm nhận được rằng đây chính là người phụ nữ của đời mình đúng không? Và... sau đấy vì bạn ấy phổi bạn ấy yếu không ở được ngoài Bắc. Ngoài Bắc nó lạnh. Nên sau đấy một bạn ấy về rồi em suy nghĩ rồi bảo em ở đây thì trong lúc đấy em cảm nhận được tình cảm của bạn ấy rất là rõ ràng. Nên em quyết định dẹp cái tiệm tạp hóa của em vô đây. Vô đây luôn. Vô Nam luôn. Dạ, sau đó mấy tháng chắc khoảng 2-3 tháng thì em vô. Sau chuyến em cho ra đó thăm bạn ấy thì bắt đầu bạn ấy có suy nghĩ là muốn trở vào Sài Gòn để gặp cùng em. Chứ không có phải là để ở ngoài đó và yêu xa nhau nữa. À, sau hai đứa làm đám cưới. Dạ không, bạn ấy vào Sài Gòn đây. Bắt đầu bạn ấy đi làm Kim Hoàng. Bạn ấy vào từ 2015 đi, vào đây đi làm rồi. Kim Hoàng 3 năm. Lúc đấy em vào cũng không có việc, em tìm việc khắp nơi rồi thì bán vé số rồi cũng không, thấy không ổn. Thế là em xin được việc vào tiệm Kim Hoàng làm. Làm cũng được hơn 1 năm mà nói chung là làm xong thì cũng không thấy có ổn. Không ổn lắm. Nói chung là làm hết làm là cũng hết tiền. Nhưng mà trong lúc đó thì em vẫn đi bán vé số. Em đi bán được lúc đây đi bán được một năm nữa thì sao bắt đầu đó thì em của em nó mà shop hoa rồi đó thì bắt đầu là kêu em về làm bán bông. Dạ, làm cô gái bán bông rồi vào đây. Bao lâu thì các em mới đám cưới? Thì bắt đầu tụi em 2017 thì bắt đầu tụi em quyết định là về sống chung với nhau. Về sống chung nhà trước em vào là năm 2016 rồi em làm được hơn một năm thì lúc đấy bạn em quyết định là về sống chung. Mà chưa có cưới. Đến năm 2018 bọn em mới cưới. Cưới theo hình thức cưới tập thể của thành phố này. Ở nhà quá niên đúng không? Dạ. Cũng vui ha em ơi. Vui chứ bộ. Hôm nay vui lắm. Không biết bây giờ vẫn còn không ta? Còn, vẫn còn đúng không? Ở nhà Hoa Niên á. Đúng rồi, bữa MC Hồng Hoa, anh gì Hoa Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa nó có mời chị một lần á. Em cũng được mời nè mà lâu rồi. Em đã vui lắm. Thế lúc đêm đi em tưởng tượng chắc rất là mệt tại vì dông rồi tập thể nên chắc mệt. Nhưng mà rất là vui luôn. Nhưng mà anh này hỏi về cá nhân chút xíu. Tức là hai em như vậy thì cái trong cái cuộc sống hiện tại á, những cái sinh hoạt tất cả mọi thứ thì nó, anh biết là nó sẽ khó khăn. Nhưng mà ví dụ như nếu như là có một người bình thường á thì sẽ có tương trợ với nhau. Thế thì hai em thì như thế nào? Cái khó là cái gì ạ?
cái khó của tụi em là ví dụ bạn này đi, bạn có phải lên xuống xe lăn hoặc là những lúc bệnh đi nằm mà phải có người giúp đỡ nhiều, ví dụ em phải không làm được việc đó. Như cái hôm ông xã bị bệnh đó, đưa đi bệnh viện thì bạn ấy bị đau chân tay nè, ngoài không có nhắc lên xe lăn khó hay này nọ thì phải có người đỡ, thế em lại không đỡ được thì nó khó vậy. Hoặc là những lúc em bệnh đi bệnh viện thì cũng phải cần có người đỡ thì ông xã em cũng không có đỡ cho em được. Trời, rồi những lúc đó tụi em giải quyết làm sao? Thì phải tự ráng làm thôi. Bạn anh tự khắc phục rồi chứ. Tự làm thôi. Dạ, khó chỗ nào khắc phục chỗ đấy thôi. Khó lắm á, chứ nãy chị thấy anh Thuận á, mà anh đẩy cái xe còn khó khăn nữa đó. Chứ không chỉ là em đúng không? Dạ. Những lúc mạnh khỏe thì không nói gì, những lúc đau ốm kìa. Thì có mấy lần đi bệnh viện xong cái mấy cô chú hay là đá ấy, sao không vào giúp đỡ đi, sao mà cứ đứng đó nhìn vậy, lại nở năng nói đâu có năng, tại vì mọi người đi ngoài á thì không có biết là em là người yếu, cứ tưởng em là người bình thường, không biết tại vì nhìn mặc đồ bình thường thì cứ phát á, che người đâu thấy đâu, là cứ tưởng là sao mà vợ bình thường mà chồng vậy mà không lại đỡ. Ngay cả cái việc mà hai vợ chồng cùng đi taxi thôi, anh cũng đã không hình dung được cái việc đó, làm sao để mà em lên rồi rồi chồng lên thì bạn này cứ thiệt từ người mà nhắc em xe có thể tự lên được rồi, ai là người xếp xe lên nữa em là xếp xe thì chắc làm được hả em, mà làm hơi cực xíu cái đó. Em nhà em có một chiếc xe ba bánh xe máy để bạn này chạy thì cái xe này muốn đi là tụi em phải có cột lên trên xe. Thì ban đầu em cũng không cột được tại vì cái xe này cũng rất là nặng, phải bê lên xe rồi phải cột. Nhưng mà lần đầu thì làm không được, phải làm sao cho bằng được. Kiểu này không được vì cái khác, không bê được thì khiêng lết làm cách gì cũng phải cho được. Nhưng nó cho xe lăn lên làm bạn ấy phải ôm một cái xe vào người, phải cái tay đây không nhấc lên được. Ôm lên cho dùng cái chân đầy lên. Không, mà nhiều khi đó là tập vật lý trị liệu đó. Nên là cũng vật lộn lắm rồi cũng làm được. Rồi hai đứa là cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? 2018 đến nay là tụi em được 3 năm rồi đó. Được 3 năm, vậy là mình đã có em bé gì chưa? Dạ chưa. Tụi em thì cũng không có dự định là có em bé. Tại vì đa phần sức khỏe tụi em thì cũng không tốt. Đúng rồi. Rồi kinh tế cũng không tốt. Rồi mẹ em thì mất rồi. Các em thì cũng đã lập gia đình hết. Mẹ, ba mẹ anh thì cũng đã lớn tuổi rồi. Mà ở ngoài, ngoài quê nữa đúng không? Ông bà ở ngoài Bắc Cạn thì cũng không ai có thể nào. Giống như là tụi em thì nếu mà tụi em có em bé thì bắt buộc phải có người trông phụ. Đúng rồi. Chăm phụ. Đúng rồi. Nhất là em bé phải được 2 tuổi. Nhưng mà với cái thể trạng của hai em như vậy thì bác sĩ nói là cái việc mà có con cái là chuyện bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Không, chỉ có em thôi. Dạ. Chứ ông xã em thì không em có thì bé. Phải đi ấy. Nếu mà bọn em muốn có con thì nói chung là phải đi điều trị vào, nói chung đi vô cái khoa nam khoa gì đó. Nói luôn nè, nếu như khi nào hai vợ chồng muốn có con thì liên hệ anh ha, anh sẽ giới thiệu bác sĩ nha. Không, nhưng mà nhưng mà tại vì chị thấy khi mà tụi em có em bé là tụi em sẽ khổ lắm, cực lắm. Đúng rồi. Mà đứa bé nó cũng cực đúng luôn rồi á em. Thì em suy nghĩ đó là thứ nhất là em nói về cái bằng sức khỏe, là thứ nhất là không khỏe để mang bầu để sinh, thứ hai là cũng không khỏe để mà chăm được. Rồi mặt kinh tế là tụi em cũng không đủ kinh phí để mình nuôi để cho nó tốt được. Rồi sau về già thì ngược lại thì nó sẽ rất là khổ với tụi em. Nuôi một hai người lớn tuổi mà bình thường đã thấy khổ. Huống hồ gì nuôi mà một người hai người mà lớn tuổi mà khuyết tật em thì khổ lắm. Tại vì tụi em quanh năm cũng hay bị bệnh lắm. Nên là tụi em suy nghĩ là thôi trẻ thì cứ về nương nhau sống thay giờ bình thường đó. Hai đứa không dự định là ở một mình thì giờ giống như về thì ở cùng với nhau, giống như là tri kỷ với nhau để chăm sóc nhau, để ăn nương tựa nhau, đó nương tựa nhau để cuộc sống nó vui vẻ hơn. Rồi sau này già thì nương được nhau thì nương, không nương thì tụi em vào chùa ở hoặc là vào trại dưỡng lão ở để không phiền đến ai, cũng không có thấy tội con mình á. Rồi trong cuộc sống á là tụi em có xung khắc không, có xung khắc cũng có hay cãi lộn nhau đó. Em với bạn ấy thì là trái tính hoàn toàn vậy, nên xung khắc trong cuộc sống là thường xuyên xung khắc. Mà về vấn đề gì? Cũng có nhiều vấn đề, nói chung tụi em thì xoay quanh ba cái, tại vì tụi em làm cùng một công việc. Thì thường cãi nhau về công việc, ví dụ như là một vấn đề em cho nó là sai thì bạn này cho là đúng. Không sai, bạn nói là một vấn đề thì có thể nhìn nhận cách này nhìn nhận cách khác. Mất em nhìn nhận sai nhưng mất em nhìn nhận không sai. Thế là đến đó thì còn em là có cái tính là sai hoặc đúng. Chứ không thể nào mà nhìn nhận khác được. Phải rõ ràng thì cái vậy là cãi nhau. Vợ em là quan niệm là người này đúng thì bắt buộc người kia phải sai. Còn em thì quan niệm khác, em quan niệm là người này đúng thì người kia không nhất thiết phải sai, cũng có thể là đúng. Nghĩa là hai cách nhìn khác nhau thôi. Đúng rồi. Quan điểm hả? Đấy là gọi là quan điểm khác nhau. Mình bóng bánh cấm gì nè, anh nói gì đẹp đó nhưng mà em thấy không đẹp. Đó, ví dụ gì đó, ảnh thì nói dù cấm bằng mặt thì là đẹp, còn em nói không được, phải cấm cao cấm thấp mới đẹp, cấm chỗ này mới đẹp. Nên là bắt đầu là riêng cái chuyện cấm bông không, bạn em cũng gây suốt ngày. Thôi bây giờ hai đứa cứ cấm đi, mỗi đứa mình qua đi rồi tặng anh đi, anh nhận xét chính xác không. Rồi, thôi bây giờ bắt đầu tới cái phần này hấp dẫn đây. Ở với nhau một khoảng thời gian như vậy, vậy thì cái tật xấu nó có lòi ra nhiều không hai em? Cũng có.
Bây giờ trước tiên là em đó. Đầu tiên là gây lộn đã rồi đó. Gây lộn rồi đó, một ai là gây lộn rồi. Đúng là bất đồng quan điểm. Đó, dạ. Bây giờ anh mà anh ấy có tính xấu không nè? Có tật xấu không nè? Thật ra ông xã em thì cũng không có tật xấu lắm. Tại vì ông xã em thì không có uống rượu, cũng không có hút thuốc, cũng không có chửi thề, cũng không nói to tiếng. Thì em là thường những cái mặt đó là em đã không thích. Ông xã em thì lại không có vấn đề đó. Chỉ có mỗi cái tật là tắm rất là lâu. Trời ơi, mỗi lần tắm là hết ít nhất là phải nửa tiếng. Mà em thì sở thích là làm gì cho thật là nhanh. Đó. Thì mỗi lần mà tắm là lâu. Cái ổng tắm rồi ổng vô đó ổng coi cái gì vậy chứ đâu phải tắm đúng không? Không, thực ra là nửa tiếng thì cũng đâu phải là lâu. Có những anh chồng mà bà 45 phút một tiếng luôn. Em nói là ít nhất là nửa tiếng. Ở đây là anh với chị Vân là thường xuyên nghe những cái câu chuyện mà có những anh chồng hoặc là chị vợ là vô trong toilet là một tiếng rưỡi là chiếm luôn á, kệ ở ngoài kia bị vấn đề gì kệ, ở bên đây là mình cứ ở trong toilet trước rồi tính. Nhưng mà toilet có coi điện thoại không? Là không, em thì tại vì em thích nước. Cả ngày làm nó ngương ngáy khó chịu rồi thì nên tắm thì em hay thích dội nước. Em biết bơi không? Dạ em có biết bơi. Tuần trước là anh dẫn một cặp là chị đó cũng ngồi xe lăn luôn. Động viên mà dẫn động viên bơi lội. Bơi giỏi lắm. Bây giờ mở hồ bơi luôn. Mở hồ bơi cái đại Tiền Giang á. Đó. Rồi còn tật xấu gì nè? Có mê điện thoại không? Tật xấu hả? Cũng không mê lắm nhưng mà cũng hay bấm. Tối lên thì cũng hay mê chơi cờ. Có lúc phải làm cả ngày rồi. Tối vào ví dụ hai chồng có thể nói với này nè, bạn này cứ có khi lên có ngồi chơi cờ mãi. Chơi cờ trên điện thoại hả? Bạn thích chơi cờ. Có tính không? Có. Bạn chồng em thì ít nói. Thường thì ít nói, cũng không có la hay là. Nhưng mà mỗi lần mình Hùng nóng tính lên á, cọc quạo luôn là cọc dữ lắm. Nhờ tưởng tượng như muốn giết em được vậy đó. Mỗi lần bạn Hùng dữ lên bạn nóng lên, em nói lần nào nữa em luôn. Có khi mà đang làm bạn nóng tính lên à, quạo lên em chả nói em một là em đi kiếm chỗ nào đó em chơi. Đi chơi, hai là em đi ngủ. Cọc tính rồi hay ném đồ đúng không? Phản ứng á, có ném đồ không? Cũng có. Là trước có nhưng bây giờ không rồi. Ném mà công phải lại. Ném thôi, tại vì bây giờ đâu rượt theo nó được. Nên là cơn lên là chọn đúng không ạ? Như mấy lần bạn ấy đang cấm hoa. Còn ném đồ mấy lần nhưng mà sau đây phải mua lại tiết tiền của ngu ngu luôn không ạ. Rồi giờ còn gì nữa không? Em nghĩ là cũng không, tại vì chồng em có vẻ cũng rất là hoàn hảo rồi. Vì ai cũng có nhiều tật xấu. Đúng rồi. Nhưng mà những cái tật xấu nó chấp nhận được. Rồi giờ tới em đó. Cô ấy có tật xấu nhiều không? Em vợ em thì nói chung là cá tính nên gọi là cái mặt đấy nó cũng có hai mặt, nói về một mặt cá tính thì nó tốt nhưng mà mặt khác thì nó thành ra là độc đoán. Độc đoán. Ví dụ nghĩa là gì mà theo em là độc đoán, nghĩa là cái gì bạn ấy cho là đúng thì em nếu mà em khác ý kiến là coi như là em sai đó. Ví dụ như chuyện cắm hoa không? Dạ. Cô nói đẹp là em phải công nhận là đẹp. Cắm so le chứ không được cắm bằng. À không, em nói đó từ đầu em là một là một, hai là hai, đúng hoặc sai chứ không có lỡ cỡ. Nhưng mà bạn này thì cứ nói vậy đó, đúng thì người đúng đây cũng đúng. Chứ không có kiểu mà người đúng người kia sai. Có, cái đó nãy có nói rồi. Đó, cho nên là em thường như vậy. Nhưng mà thường tính em á là cho bạn này nói là em sai ở đâu phải giải thích cho được. Còn em vậy, nếu em nói là em trả lời đúng thì em phải giải thích cho được là em đúng ở điểm nào. Nhưng bạn này không có giải thích được ra là mình đúng, thế là quay lại là nói là em cãi ngang. Em hung dữ, em độc đoán, em độc đoán. Đó, thực ra đấy là cái tính kiên quyết nhưng mà tính quả quyết á. Có rất là nhiều việc cái tính cho tốt nhưng mà rất nhiều việc nó lại không tốt. Nhưng mà vợ em có nóng tính giống như em không? Dạ, vợ em thì nóng hơn em nhiều. Nóng hơn em luôn á. Có đập đồ không? Là không có đập đồ nhưng mà hay là lấy kéo cắt hoa, hay là không bao giờ đập đồ, dụng ra không? Cắt bọc hết hoa hả mày? Có không? Cắt dằn mặt đó. Là không có, chỉ có la thôi. La lên. Có cái cằn nhằn cử nhữ không? Cằn nhằn hầu như là phụ nữ nào cũng có. Em không nói chuyện Hồng Vân. À không, chị cũng vậy. Chị cũng là phụ ai cũng vậy chứ em ơi. Đó rồi, nhưng mà là những cái gì mà chồng làm á là có hay khen khích lệ không hay là chê? Dạ có, thì nhiều cái thì làm hợp ý bạn ấy thì bạn ấy cũng khen. Nhưng mà chê nhiều hơn. Chê nhiều hơn. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè? Là bọn em quen nhau cũng lâu, quen em 6 năm rồi mới ở cùng nhau. Nhưng mà em hiểu hết tính nhau rồi. Trước đó thì em cũng muốn vợ em thay đổi nhìn nhận khác đi. Nhưng mà bây giờ thì em chấp nhận cái điều đó rồi. Em không muốn. Không cứ vậy luôn. Dạ. Coi như không muốn vợ thay đổi gì. Coi như là vợ cứ tại là vì vợ như bây giờ. Trên thực tế là không thể thay đổi. Trên thực tế là không thể thay đổi. Coi như là chấp nhận sống chung với lũ. Sống chung với lũ đúng không? Bây giờ em không thay thì anh thay đúng không? Còn em có giống như chồng mình không? Thật ra thì từ đầu là tụi em đã nói là sống thật với nhau.
tụi em đến với nhau thì chỉ hoài được cái tình cảm yêu thương nhau thôi. Và sống thật với con người mình. Em nói đó, mình nên sống thật với con người mình thì để chi, để đối phương thì coi là có chịu được cái tính đó của nhau hay không. Thì sau này về với nhau thì nó cái nguy cơ mà đổ vỡ nó sẽ rất là thấp. Đó. Thì thứ hai đó là em là từ lúc em với nhau là đơn giản là tụi em đến với nhau tiền cũng không có, nhà cũng không, cái gì cũng không, ngoài cái tình thương dành cho nhau và cái sự đồng cảm dành cho nhau. Đến với nhau là để yêu thương nhau, để chia sẻ những cái khó khăn cùng nhau, chứ không có gì hết. Cho nên nếu mà sau này mà không yêu thương nhau nữa, có thể chia tay, có thể ra đi, không cần một lý do gì hết. Em đơn giản là thương nhau thì ở với nhau, nhưng mà không được chửi em, không được đánh em. Cứ hết thương là có thể đi, nhưng mà không được chửi, không được đánh. Hay quá. Cũng không ràng buộc bất cứ một lý do gì. Chỉ cần nói anh hết thương em rồi, anh không muốn ở cùng em nữa là có thể đi. Và em cũng được như thế. Bọn em đến với nhau thì cũng không có sự ràng buộc gì. Mà nếu mà sau này cũng xác định với nhau là sau mà sau này không ở được với nhau thì ra đi cũng sẽ không có sự ràng buộc gì. Nghĩa là không muốn ở với nhau nữa thì đi thôi. Hai đứa chỉ có ra đi khỏi khỏi cái phim trường mà đi về nhà thôi, chứ thế nào mà ra đi riêng được hết trơn nha. Chị thật sự chị thấy vậy nè em, tại vì vậy nè, cái trường hợp của tụi em đó là tụi em trong cuộc sống á, mình không có được đầy đủ và có nhiều điều kiện như những người bình thường. Cho nên khi mà tụi em đã gặp được nhau rồi thì nó cũng gần như là những cái mảnh ghép mà mình ghép lại được với nhau, mang đến cho mình cái là cái sự mà yêu thương, sự chia sẻ một cách thật nhất có thể. Thành ra là thứ nhất là tụi em đã xác định là không có con cái, thứ hai là không có sự ràng buộc, đúng không? Và mình sống với nhau vui nhất có thể để mang cho đối phương những cái niềm vui. Thì theo chị nha, thì khi mà mình còn sống bên nhau á, đôi khi mình cũng nên gọi là tạo cho đối phương á, những cái điều ví dụ như mình tạo hy sinh một cái gì của mình lại. Chị nói cả hai đứa nha, chứ chị không nói một vế nào. Có đôi khi mình không thích điều đó thiệt, nhưng mà có đôi khi mình cũng phải bỏ cái tôi của mình lại một chút xíu, xong mình tạo một cái ấm áp, một cái gì đó cho đối phương của mình, để thời đó khắc đó, cái thời khắc đó là cái người mình yêu, cái người vợ hoặc người chồng của mình á, tự nhiên được cảm thấy là giống như mình là nhất á, mình là bà tiên, mình là một cô gái đáng yêu nhất trên cái hành tinh này, hoặc là một người chồng gọi là người đàn ông mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Ý chị nói ở đây á, là vì tụi em có nhiều thời gian, tụi em dành cho nhau, không vướng bận gì con cái cả. Thành ra lúc nào có thể thì tụi em nên làm những cái việc đó để mang lại những cái cảm xúc cho người chồng, người vợ của mình khi còn có thể. Ý chị nói là như vậy, em hạnh phúc dữ lắm á, chị nói thiệt. Thật ra thì tụi em á, thì thời gian á, lúc mà tụi em đến được với nhau, nó là gọi là gần như một phép màu. Em giống như bạn này nói, không có thể tin là em có thể bay từ đây ra Bắc để có thể tham anh đó. Và em cũng không bao giờ nghĩ đến ảnh có thể bỏ gia đình mà để vô đây với em được. Tại vì lúc mà ảnh về đó là gia đình đã mở ra một tiệm tạp hóa, đã có cái cuộc sống ổn định. Và ảnh cũng nói là ảnh sẽ không bao giờ vào. Và em cũng luôn biết là ảnh sẽ không bao giờ vô nữa. Nhưng mà tự khi lần đó anh nói là ảnh vào trở lại, thì lúc đó em không tin luôn á. Xong rồi lúc gặp lại, mừng ơi là mừng luôn. Cảm xúc nó khó tả lắm. Nên là bây giờ nhiều lúc vợ chồng mà ở với nhau rồi thì có nhiều cái sự cãi vã, giận hờn. Có lúc mình cũng bực bội lại muốn chia tay. Nhưng mà những cái giây phút đó em là suy nghĩ lại, cũng phải là rất là khó khăn tụi em mới đến được với nhau. Và cũng có rất là khó khăn để tụi em có thể, bao nhiêu người tại sao không thương, mày thương anh. Thì mình nghĩ là thôi, thì mình nên, giống như chị nói, bỏ bớt cái tôi lại, nhìn một xíu đi, cũng không sao. Để giữ em à. Để giữ một cái tình cảm mà phải khó khăn lắm mới đến đúng được. Rồi. Cái đó là nuôi giữ đó, nhưng mà lâu lâu phải làm cho đối phương bất ngờ nha. Mình tạo cái cảm xúc bất ngờ cho đối phương. Chị ơi, cắm hoa mỗi một ngày em cắm hoa em biết mà. Cắm hoa là yêu đời lắm. Và bao giờ? Ví dụ cắm hoa nè, anh chồng anh cắm vậy nè, mình tức lắm, xấu lắm, nhưng mà cứ ôi trời ơi, chồng cắm đẹp quá. Trời khác liền luôn á. Đó, vậy không? Trời chồng sung sướng vậy đó, chồng nói trời ơi sao bữa nay là bà cái kiểu đó. Thử đi nha. Ghen mà. Nhiều lúc ấy anh cắm nói trời ơi ông xã em này cắm đẹp quá ta, đó là khác nhất luôn á. Vậy đó. Rồi cứ thế nhé. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nghe.